Vẫn không rời màn ảnh của Sài Gòn TV. Chúng ta trở lại lần nữa với chương trình trực tiếp những câu hỏi liên quan đến vấn đề an sinh xã hội. Và đây là phần cuối cùng của chương trình. Một lần nữa xin mời quý vị gọi cho chúng tôi ở số điện thoại 817-855-0001. Duy Khang và cô Angie xin được phép mời vị khán giả đang gọi vào cho chương trình. Xin được gửi lời chào và xin mời đặt câu hỏi với cô Angie Hồ Quang. Dạ, chúng tôi nghe ạ. Dạ, cô tên Duy ạ. Tôi có vài câu hỏi. Tại tôi sinh 1953. Là tôi vừa bị thất nghiệp, mới vừa bị đây, mất job đây, thì tôi xin hỏi là tôi vừa lãnh hưu non với lại tiền thất nghiệp, cái tiền thất nghiệp được hay không? Dạ như thế này nha, cái hay ho là nếu là mình là cái người ông là coi như là nói theo kiểu Mỹ là perfect timing, là mình thất nghiệp vào cái tuổi 62 thì mình có quyền được lãnh cái trợ cấp thất nghiệp và mình song song vẫn có thể được lãnh cái tiền hưu non. Tôi xin lưu ý là khi mà ông nạp đơn trên cái mẫu đơn của cái cơ quan trợ cấp thất nghiệp đó, thì người ta có đặt những cái câu hỏi, chẳng hạn như cái câu hỏi là có những cái thu nhập nào mà ông nhận được, thì ông phải ghi là có nhé. Nhưng mà may mắn thay là cái thu nhập đó nếu là từ cái nguồn hưu bổng thì không sao, mà phải là hưu bổng an sinh xã hội. Chính nếu mà ông lãnh được một cái nguồn hưu bổng từ một cái công ty tư thì cái tiền đó sẽ ảnh hưởng tới cái số tiền thất nghiệp. Còn đằng này thì ông vừa an tâm được hưởng cái hưu bổng non, an sinh xã hội, mà cái số tiền này không ảnh hưởng đến cái tiền thất nghiệp. Có nhiều vị sẽ hỏi tôi cái câu hỏi, cô có nói là nếu mà về hưu non có cái số tiền 1.310 đồng thì sẽ ảnh hưởng đến cái hưu bổng như thế nào? Nếu mà mình về hưu non ở cái tuổi 62, cái thu nhập mà do công việc làm, nếu mà quá 1.310 đồng một tháng thì cứ 2 đồng mình làm quá cái mức chính phủ cho phép, mình sẽ bị trừ 1 đồng trên cái chi phí hưu bổng. Nhưng mà đây là trợ cấp thất nghiệp, do đó không tính, đó là cái earned income, cái thu nhập do công việc làm của mình. Thì ông yên tâm, nghe ra thì nghe hơi buồn là mình bị thất nghiệp, nhưng mà enjoy tiền hưu và tiền thất nghiệp nhé. Dạ, tôi có một câu hỏi gì nữa. Thì nếu như tôi chờ sang năm tôi ăn tiền hưu thì có tiền hưu nó tăng lên thêm không? Dạ có, dạ có. Cứ mỗi một năm mà ông để dành trễ hơn, ông trì hoãn cái việc xin hưu đó, thì cái số tiền có tăng lên. Dạ, dạ, còn nghe rồi. Cảm ơn cô Hồ Quang nhiều. Cảm ơn đã gọi vào. Dạ vâng. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Dạ vâng. Bây giờ cho phép Duy Khang cùng cô Angie Hồ Quang xin được mời vị khán giả tiếp theo nhé. Chúng tôi xin gửi lời chào và xin mời đặt câu hỏi. Dạ, dạ, tôi tên là Mai ở Arlington ạ. Dạ, thưa chào bà. Dạ, dạ, tôi muốn hỏi là tôi năm 60 á, thì tôi được ăn cái tiền hưu của ông xã tôi, tại vì ông xã tôi mất. Tôi được ăn cái tiền hưu của ông á. Bây giờ tôi muốn hỏi là tôi mới ăn tiền hưu nó của ông được có 70% thôi. Bây giờ tôi muốn hỏi là đến cái năm mà tôi 65 tuổi tôi có thể xin lại để ăn an toàn số tiền của ông xã tôi được không ạ? Bây giờ mình phải điều chỉnh cái từ ngữ nhá. Cái số tiền bà đang lãnh dưới cái hồ sơ của người chồng đã quá vãng, cái đó không phải là tiền hưu, cái đó gọi là quyền lợi tồn sinh nhá. Là ông đi làm rồi ông mất đi, mình là cái người còn sống sót thì mình được lãnh cái phần tiền đó. Khi mà bà chọn bà về hưu ở cái về ăn cái tiền tồn sinh ở cái tuổi 60, tới cái tuổi 65 bà vẫn phải giữ cái mức đó hoài. Trừ phi có những trường hợp có những vị cả hai vợ chồng đều đi làm, rồi không may ông chồng ra đi trước, thì người vợ ở cái tuổi 60 có thể bắt đầu xin cái quyền lợi tồn sinh. Song song đó mình đã có làm vốn của mình đó, bản thân mình có một cái số tín chỉ an sinh xã hội đáng kể, thì mình có thể tạm thời mình delay, mình để dành cái tín chỉ an sinh xã hội trên cái hồ sơ bàn việc của bản thân mình cho tới khi mình 70 tuổi, thì lúc bấy giờ cái số tiền tồn sinh mình có thấp hơn, mình ráng mình nhịn cho tới khi mình 66 tuổi là tuổi hưu toàn phần của mình, hay là tuổi 70 thì mình có thể chuyển qua cái hồ sơ của mình, chứ sẽ không tăng nếu mình muốn bây giờ mình lãnh 60 có 70% hơn rồi đợi tới 65, 66 cái số tiền đó có tăng lên hay không. Dạ xin thưa là sẽ không tăng. Cảm ơn chị. Dạ, thì cảm ơn bà đã gọi vào. Dạ, cảm ơn cô Mai đã gọi vào cho chương trình.
Và thưa quý vị, một lần nữa quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp những câu hỏi liên quan đến vấn đề an sinh xã hội qua số điện thoại của chương trình, đó là 817-855-0001. Hiện tại thì chúng tôi chưa thấy có tín hiệu của quý vị gọi vào. Thì nhân cái khoảng thời gian ngắn ngủi mà chưa có vị khán giả nào gọi vào, thì kính thưa quý vị, tôi có xin có lời than phiền là khi mà tôi bắt đầu làm cái show mà trực tuyến với Duy Khang thì tôi thấy có phần tủi thân và ghen tị, là Duy Khang được chào là người đẹp trai, là người dễ thương, sao không có ai khen tôi là kính chào bà Hồ Quang người đẹp lão hết. Thật sự thì không phải là đẹp lão mà nó là kính chào bà Hồ Quang còn trẻ trung, đúng không ạ? Và cho phép Duy Khang đã có được tín hiệu quý vị khán giả gọi vào, và hy vọng là khán giả sẽ gửi lời hỏi thăm đến cô Angie Hồ Quang giúp Duy Khang nhé. Xin được gửi lời chào ạ. Dạ chúng tôi nghe ạ. Dạ hello, xin chào cô Angie Hồ Quang. Dạ. Hỏi chị, hồi năm ngoái em có đi xin mà nhờ luật sư á, xin tiền FFBR đó, mà xin giữa chừng rồi luật sư ở bên Cali á, cái nó bỏ ngang rồi em đi ra tòa mình, em bị từ chối. Mà nhưng mà bà bị bệnh gì? Bà bị bệnh gì? Dạ em bị bệnh gì mà đau nhất mà cái tay á, với nửa cái đầu á, mà đi làm không có được. Rồi, thì bác sĩ định bệnh bà là bệnh gì? Bác sĩ nó cũng đi từ khám chứ nói bệnh gì thôi mà không nói bệnh gì hết, mà cứ đi nằm nhà thương, rồi mấy năm trước thì đi nằm nhà thương hoài thôi, mà không có, cứ nói là đau đầu, đau dây thần kinh vậy thôi, chứ còn cho uống toàn dây thần kinh không mà thuốc á. Rồi mà giờ tính hỏi chị là bây giờ muốn sinh á phải cần cái điều kiện gì, tại vì đi làm cũng lâu rồi, bây giờ già rồi, xin việc cũng khó, không có nhận, rồi không ai nhận nữa đó chị. Già là già bao nhiêu? 60. 60. 60 là còn trẻ quá chứ già khỉ gì, 60 trẻ hơn tôi là già trẻ rồi. Nếu mà nói, bây giờ 60 mà già, cô anh chị Hồ Quang buồn đó. Buồn đó. À bây giờ vậy nha, thì khi mà... Tôi không có nhận rồi. Bà có hỏi tôi cái câu là điều kiện như thế nào để xin được SSDI. Bà dùng cái từ SSDI rất đúng, có nghĩa là bà đã có nghiên cứu, có biết việc đó. Tại vì bà có đi làm, có đóng thuế, an sinh xã hội. Rồi vì lý do sức khỏe, bà không đi làm việc được, thì bà mới xin cái quyền lợi đó, gọi là quyền lợi bệnh tật, an sinh xã hội. SSDI là chữ viết tắt của Social Security Disability Insurance. Mà cái định nghĩa của an sinh xã hội đối với một cái người mà xin cái quyền lợi bệnh tật đó, bây giờ thú thiệt nha, bản thân tôi lớn tuổi hơn bà đó, mà mấy hôm nay mưa dầm mưa về, tôi có bị cái trứng phong thấp thì cũng tay chân dở không lên, cái đầu nhức làm hai. Nhưng mà tôi đi xin thì cũng không có, người ta không cho. Người ta nói là cái bệnh đó phải là một cái căn bệnh ngặt nghèo, kéo dài tối thiểu là 12 tháng và có thể đưa đến tử vong. Thì mình biết là mình nhức mãi tay chân dở không lên, nhưng mà chết thì không chết. Rồi, và cái điều kiện thứ hai là mình phải, vì cái chứng bệnh mình nó ngặt nghèo đến cái độ mà mình không thể nào đi làm để mưu sinh. Và có khi người ta sẽ hỏi trong cái đơn của bà đó, trong 15 năm qua bà đã làm việc gì? Thì tôi lấy thí dụ bản thân tôi nha. Cái việc của tôi thường tôi đi ra tôi thuyết trình cho bà con nghe. Rồi cái không may một bữa cái tôi đi tôi bị xe đụng, cái tôi bị gãy cái chân, cưa bớt cái chân, cái tôi ngồi xe lăn, cái tôi đi xin, mà rõ ràng là Duy Khang đồng ý như vậy là cô là người tàn tật rồi, dạ phải rồi. Không? Khi tôi nạp đơn để xin cái SSDI thì Sở An sinh Xã hội từ chối, nói rằng hồi xưa tới giờ đó, cái việc của Du là Du đi tót, thì bây giờ nếu mà Du không đứng được Du tót thì Du ngồi xe lăn Du tót, người ta cũng không cho. Nhưng mà nếu mà một rủi ro mà tôi bị cái gì mà người ta nói là căng xe cổ họng, thôi rồi hồi đó giờ có biết đi nói không à, không có biết làm gì hết, thì cho dù ngồi không ngồi xe lăn cũng không nói được. Có thể lúc bây giờ người ta sẽ cứu xét chấp thuận cho cái hồ sơ xin SSDI. Trở lại cái vấn đề của bà, thì cái căn bệnh của bà thì nghe nó ra là nó khó chịu cho mình lắm, nhưng mà khi mà bác sĩ chẩn đoán, bác sĩ cũng chưa có chẩn đoán cho bà chắc chắn là bị cái bệnh gì. Và nếu mà mình trình lên một cái mẫu mà gọi là medical report á, một cái báo cáo về y tế, thì nó là tôi cứ đau lưng nhức đầu, thì cái đau lưng nhức đầu đối với Sở An sinh Xã hội, cái cơ quan giám định y khoa không cho đó là những cái yếu tố đủ để người ta quyết định về cái hồ sơ của mình nhá.
Dạ vâng, không biết là vị khán giả có nghe rõ hay không ạ? Chắc lẽ là vị khán giả đã rời khỏi đường line điện thoại. Cảm ơn đã gọi vào cho chương trình. Cho phép Duy Khang và cô NG xin được mời vị khán giả tiếp theo của chương trình nhé. Xin được gửi lời chào và mời đặt câu hỏi với cô NG Hồ Quang. Hello, Duy Khang, xin chào cô NG Hồ Quang. Dạ, thưa chào. Cô NG Hồ Quang làm ơn cho mình hỏi. Mình tới tháng 1, ngày 1 tháng 1 là sinh nhật 65 tuổi. Nhưng mà mình chưa có đủ tín chỉ, mình đi làm mới có 33 tín chỉ à. À, như vậy mình có phải đi xin cái gì hay là tôi nghe người ta nói nếu mà mình không đi xin thì người ta phạt. Dạ, cho tôi hỏi câu hỏi này nha. Dì Quang làm ơn cho mình biết. Dạ, bà có gia đình không? Dạ. Bà có chồng không? Dạ không, mình không có chồng cô. Dạ, bà có công dân Hoa Kỳ không? Dạ, mình có công dân Hoa Kỳ. Dạ, rồi. Có. Rồi thế này nha. À, khi mà bước vào cái tuổi 65, cái lời chia sẻ của bà nghe người ta nói ra nói vô, nói rằng người ta nói vòng vòng đó là nếu mà mình không xin cái gì đó thì mình sẽ bị phạt, đúng. Nếu mình tuổi 65 có đủ 40 tín chỉ làm việc mà mình không có xin cái gì đó là cái Medicare. Medicare là bảo hiểm sức khỏe dành cho những người ở tuổi 65 có đủ số tín chỉ, nhưng mà ở đây bà không có đủ tín chỉ an sinh xã hội. Do đó, có đi xin ở cái tuổi 65, cơ quan an sinh xã hội cũng sẽ từ chối vì bà chưa có đủ 40 tín chỉ. Bà có còn đi làm không? Dạ, còn đi làm cô. Mà làm lương tốt không? Dạ, mình làm năm thì khoảng 10.000, 10.000 hơn 10.000 hả cô? Ok, tại vì nó có một điều nữa là khi bà đã là công dân Hoa Kỳ, bước vào tuổi 65, cho dù bà không có đủ tín chỉ an sinh xã hội, nhưng một khi bà có tài sản và thu nhập hạn chế, bà có quyền xin SSI. SSI là một chương trình trợ cấp của chính phủ dành cho người có lợi tức và thu nhập hạn chế, tuổi 65, tàn tật hay mù lòa. Nhưng mà bà phải coi cái trong trường hợp nếu mà cái lương của bà tốt, bà không xin được SSI, thì đến khi mà bà đủ 40 tín chỉ, bà ngừng làm việc, bà có thể trở lại xin vừa SSI vừa tiền hưu bổng. Lúc bây giờ bà sẽ có Medicare, Medicaid. Và với tình trạng có vừa Medicare, Medicaid thì bà không phải lo cái chuyện bị đóng tiền phạt vì ghi danh sau cái tuổi 65 vào chương trình Medicare nhá. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, thưa chào bà. Dạ, cảm ơn bà đã gọi vào. Duy Khang nha. Dạ vâng, cảm ơn cô đã gọi vào cho chương trình. Đến đây cho phép Duy Khang cũng như cô Angie Hồ Quang xin tạm ngừng ít phút để gửi đến cho quý vị một vài thông tin thương mại. Lát nữa đây chúng tôi sẽ trở lại với phần tiếp theo của chương trình trực tiếp. Những câu hỏi liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, xin quý vị vui lòng hãy giữ màn ảnh của Sài Gòn TV.